Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thác Quy Nguyễn Những Loài Sống Dưới Nước của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ làm tiếp tục về chuỗi series Thủy Quái Sông Nước. Tiếp theo phần 1 là cá hổ piranha. Nếu các bạn đã xem video phần 1 của mình rồi á, thì cái ông Jeremy Way này ổng đã đi thử nghiệm xem là loài cá piranha có thực sự là ăn thịt người hay không, hay là chỉ là lời đồn. Thì ổng đã nhảy xuống một cái hồ bơi đầy cá piranha, nhưng cá piranha không có cắn ổng. Và cho nên là ổng đặt ra nghi vấn về cái vụ tai nạn này là không có thật. Cái vụ tai nạn trên xe buýt là không có thật. Nhưng mà sau đó ổng đi tìm hiểu và lục lọi lại những bài báo trước đó các bạn, thì ổng biết là cái thông tin này là hoàn toàn có thật. Và sau đó trong số 39 hành khách đã qua đời á, bị mắc kẹt trong xe và bị cá piranha ăn thịt á, thì có vài người sống sót. Và bây giờ ổng đã tìm được cái người sống sót đó để tường thuật lại câu chuyện cho các bạn nghe. Thì giờ các bạn hãy cùng mình xem tiếp ha. Thì cái ông này là cái ông mà nhân chứng còn sống nè các bạn. Giờ thì ổng sẽ tường thuật lại cho Jeremy Way câu chuyện về tai nạn vụ xe buýt. Những bài báo cho thấy là tài xế đã ngủ quên các bạn và lao đầu xuống sông. Cái ông nhân chứng đó thì ổng may mắn là hồi lúc trước khi mà gần tới ngã ba là ổng chiếc xe dắp cái ổ gà, thì ổng giật mình thức dậy. Cho nên là ổng may mắn, ổng cũng chuẩn bị được phần nào á các bạn. Ông nói mấy người ở phía trước thì đang cố gắng mở cửa nhưng mà mở không có được. Còn cái anh mà nhân chứng là ông ở cái hàng ghế cuối cùng nha các bạn. Sau đó nước bắt đầu ùa vào, tràn ngập chỗ ngồi của ông. Ông kể là có một cậu bé cố gắng đập bể cái cửa kính, rồi sau đó ông thấy như vậy có cái lỗ cho nên ông chui theo cái lỗ đó mà ông ra ngoài. Nhưng mà khi ông chuẩn bị bơi ra ngoài thì bỗng nhiên có một cái bàn tay nào đó nắm chặt cái giò ông và ghì ông lại. Và cuối cùng thì ông phải đạp cái người đó ra để cứu sống bản thân mình thôi. Ba mươi chín người vẫn còn mắc kẹt trong xe và đã không thể sống sót. Sau đó cái ông nhân chứng này nè, ổng mới báo cho cảnh sát biết. Nhưng mà cái cơ quan lực lượng đến cứu hộ thì khoảng 2 tiếng sau mới tới được các bạn. Cho nên là ổng cứu được. Con búp bê mà mình tưởng em bé thiệt không? Thậm chí tới giờ qua cái cầu này, ông này ông vẫn còn ám ảnh các bạn. Tới khi kéo chiếc xe lên là đã muộn rồi.
Lực lượng cứu hộ là trễ quá, với cái chỗ đó cũng xa các bạn, không có gần. Ông nói có một số người bị ăn sạch luôn, bị ăn chơi xương luôn các bạn. Thì cái tin xe buýt ổng lắng xuống chưa được bao lâu thì Jeremy Way hay được một tin nữa là vào cuối tuần ngày 21 tháng 12 năm 2005 thì có một vụ cá piranha tấn công tại một bãi sông nước ngọt nha các bạn, bãi sông nha chứ không phải bãi biển nha. Thì cái khúc này là mình thấy giống như ở trong phim cá hổ ăn thịt người nhất. Các bạn hãy cùng mình xem nhé. Có cái bà nội nè, bà dãy dãy nè. À, là ổng thấy có người kia cổng lên. Rồi ổng thấy mấy nhỏ cũng đập nước, đang giỡn. Ổng tính đâu là đang giỡn các bạn. Trên một bãi nước cạn 8 người bị tấn công. Bời quá tí bời à. Thủ phạm các vụ tấn công là cá piranha. Cái ông nội trên mặt nước này mặc đúng áo luôn các bạn. Trong khoảng thời gian 7 tháng có tới 190 người bị cá piranha cắn. Chạy không giống như vụ tai nạn xe buýt. Đó không phải là xác chết mà đây là người sống nè các bạn. Không ai bị mắc kẹt và bị thương. Nhưng piranha vẫn tấn công. Ông lại đặt ra nghi vấn nữa rồi. Ông này ông bắt đầu ông thấy hoang mang rồi các bạn, tại vì cá piranha hồi lúc đó ông câu được rất là nhiều và ông nhảy xuống sông luôn. Xem nó có cắn ông hay không thì không cắn. Rồi ông nghĩ là nó còn no cho nên là nó không cắn ổng. Sau đó ổng mướn một cái khách sạn, ổng thả cá piranha vô đầy hồ bơi, ổng bỏ đói. Sau đó ổng nhảy xuống cái hồ đó xem nó có tấn công ổng hay không, thì nó vẫn không tấn công. Nhưng kỳ này nó lại tấn công những người đang tắm sông. Lý do tại sao? Sau đó ông Jeremy Way này ông lại tìm tới cái ông Merman này, thì ổng giải thích là có thể là cá piranha đang trong thời gian sinh sản, nó vô những cái bãi cỏ ở gần cái mé sông đó các bạn, thì mấy người này vô tình là dẫm lên trứng của cá piranha. Thì giống như những loài cá khác thôi, nó chỉ tấn công để tự vệ, cho nên là mấy người này bị cắn là do nó tự vệ khi bảo vệ con của nó. Chuyện cá piranha tấn công ở bãi sông chưa lắng xuống thì cái vụ khác đã nổ lên. Thì Jeremy Way nghe được một tin là ở một cái làng nhỏ tại Amazon, cho nên là Jeremy Way đã đi đến đây các bạn, và nghe cái lời của nhân chứng kể lại, nạn nhân là con của ổng. Thì mời các bạn cùng mình xem ha. Nhưng trong một lần gia đình này đã không có cảnh giác cho nên là để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Đó là một đứa cháu trai chứ không phải con trai của ông. Họ nói không thể lúc nào cũng canh chừng mấy đứa nít được, tại vì nó chơi nhảy mọi nơi đó các bạn. Nó chạy nhảy tùm lum rồi vô tình nó ngã xuống nước. Ông muốn khóc luôn các bạn. Đậu xanh ông kể mà ông muốn khóc luôn á. Đây các bạn thấy mắt cũng gừng gừng. Đứa trẻ ngã xuống nước. Tất cả họ chỉ nói nước văng tung té do đàn cá piranha xâu xé một đứa trẻ. Rất nhanh sau khi đứa trẻ ngã xuống nước, họ cố gắng lùng vợt với đứa trẻ, thậm chí
Cuối cùng ông nói tất cả chỉ thu được là bộ xương. Khi tôi hỏi mất bao lâu thì ông nói vừa thấy nó ngã xuống thì lấy vợt vớt lên thì chỉ còn bộ xương thôi các bạn. Chứng tỏ là ở đây có một bàn cá piranha rất là lớn. Các bạn biết tại sao mình thích coi thế nào? Mình thấy mấy cái nhân chứng đó các bạn, nó thật. Các bạn thấy người ta kể mà cái giống như cái nước mắt người ta muốn ứa ra các bạn. Là mấy câu chuyện đó của người ta thiệt sự, chứ không phải là diễn nha. Cái này mặc dù là cho mày quay lại để giống như là dựng cảnh, dàn cảnh lại thôi các bạn, nhưng mà câu chuyện là có thật á. Sau cái vụ mà nghe đứa trẻ té xuống nước bị cá piranha sâu xé thì ổng nghiệm ra một chân lý các bạn, đó là cá piranha chỉ tấn công những kẻ yếu thế khi xuống nước đó các bạn. Mấy người mà đi bơi là do giẫm lưng trứng của cá piranha đúng không? Còn cái vụ tai nạn xe buýt với cái vụ này các bạn, cái vụ này là một đứa trẻ, còn cái vụ kia cũng có đứa trẻ nhưng mà dàn những người lớn không biết bơi nha. Thì đàn cá piranha này nó rất là khôn, nó tận dụng vô mấy cái người mà yếu thế á, nó tấn công các bạn. Bởi vì khi các bạn thấy Chummy quay còn bình thường bình tĩnh thì nhảy xuống hồ bơi, nó không có tấn công ổng. Sau khi nghe nhiều sự tấn công của cá piranha thì ổng đã ra chợ mua một con vịt đã chết về để thử nghiệm bỏ xuống nước xem là đàn cá piranha nó có thực sự giống như lời người ta nói hay không nha. Nói giờ ổng sẽ nhúng con vịt xuống nước. Rõ ràng là tiếng giãy giụa tuyệt vọng của một con vịt cũng giống như là mấy người mà đập tay đập chân dưới nước vậy các bạn. Ổng thí dụ giống giống vậy đó. Giờ nguyên đàn cá piranha nó kéo đến rồi. Nó ăn như là nước sôi ụp 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 lên. Như các bạn thấy nó ăn ghê. Ăn mới đây chùi cái đầu rồi đó. Đâu được bao nhiêu giây đâu. Nó ghẻ sạch thịt tới xương cổ luôn. Ghẻ chọc cái đầu rồi đó các bạn. Cái này là chơi xương rồi. Cô nó ăn tới lủng cái bụng luôn á. Nó ăn tới bên trong các bạn chứ không phải bên ngoài không. Mặc dù con vịt có lông vải thiệt. Nó ăn rỗng ở bên trong luôn. Ông nói cái cuộc tấn công này là chỉ diễn ra trong vài phút thôi. Mà các bạn thấy kinh khủng không? Thì sau tất cả mọi chuyện thì Jeremy quay tổng kết được ra một bài học. Đó là loài cá piranha chỉ tấn công những kẻ yếu thế không có khả năng chống trả lại dưới nước. Chúng bảo vệ con của chúng các bạn. Thì cái đó là bản năng bình thường rồi. Còn mà cái vụ mà chúng tấn công con người yếu thế á, thì cái đó là do bản năng sinh tồn trong tự nhiên của chúng các bạn. Cái đó là bản tính của chúng mà. Thì giờ các bạn có quyền nói cá piranha là loài cá ăn thịt người, nhưng chỉ với những người yếu thế nha các bạn, và những người giẫm đạp lên trứng của chúng. Rồi hôm nay video của mình làm tới đây thôi nha. Nếu các bạn thấy hay, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, like, share để ủng hộ mình làm các video tiếp theo nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo.